Rồi, là tôi đang em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ Tổ quốc. Hôm nay tôi lên ra một clip gồm 10 con máy anh em, 10 con máy này, 10 con máy em lấy từ thị trường Nhật về. Thì đem vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi không cho bếp nữa đó thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Máy thứ nhất tham khảo. Thì con máy thứ nhất là một con Daiwa Kit Kumtum BE. Con máy này là chuyên cho đánh BE nha anh em. Thì máy này ngoại hình nó có xuất sắc. Để anh em đó, gắn soi kỹ cho anh em xem đây. Đó, xuất sắc nha anh em, nhưng cái nồi nó cực kỳ ok nha, nồi thì không bị xước luôn, bóng bẫy đẹp đẽ luôn. Cố gắng soi kỹ cho anh em xem đây, đến tới đây xước dầm nhẹ nha. Đây bên đây nó cũng bị xước xước nhẹ cái này đây. Chốc lớp sơn này nha anh em đó, máy sau thì nó vậy thôi. Thì con kit tum tum này là con kit của Nhật nha anh em, Nhật sản xuất, hoạt động thì chân chu, im mượt. Tay quay thì tay quay núm bự, có mặt đạn. Đó, đây. Dùng con tôm này của Nhật nha anh em, dòng BE. Bản này bản chuyên nha anh em BE. Con này kit Kalina 3500 BE con tôm. Đó, coi. Kit này có cốt cho lực, tất cả đều ok hết. Đó, ngoại hình thì đó, xuất sắc thì em cũng soi cho anh em kỹ rồi. Đó, hoạt động thì chân chu. Đó, lắc cũng quay nè. Đó. Quay mượt mà nha anh em, quay ngược ok, quay tới ok, hỗ trợ ABS đó. Thắng là dính, thắng là dính, tất cả chức năng hoạt động ok hết em nè, cái độ mượt của nó nè đó. Thì đó, thì mượt thế này nhông cổ thì anh em yên tâm nha. Thì con này nặng là 370g, dòng tua là 4.6.1 đó. Con này nó chạy theo thông số BE, BE thì BE 2 vô được 300m, BE 3 vô được 200m nha anh em. Đó, con này anh em đánh lóc gừng nè, đánh lóc bông, lua biển, đó, đánh bạo lực, câu lục cũng được, rất là ok nha anh em. Dòng này anh em rất là chuộng nè. Rồi, giá công khai con này là giá 3 triệu nha anh em, 3 triệu cộng ship nha. Đó, thì máy hoạt động êm mượt rồi. Đó, về anh em kiểm tra, nếu hàng không êm mượt như thế này thì anh em trả qua trang, thấy không? Để tay nhẹ thôi, cũng là, nó cũng quay thôi. Rồi, giá con thứ nhất là 3 triệu nha anh em. Rồi, tiếp theo cái máy số 2. Con máy số 2 vẫn là một con máy Daiwa Kit Kumtum. Đây. Nhưng mà bản này là bản 2508, bản này được Thái Lan sản xuất nha anh em. Đó. Đây. Đó. Được Thái Lan sản xuất thì nó giảm giá thành sản xuất thôi. Máy này thì em cũng bao anh em hoạt động chân chu. Đó. Tay quay là tay quay bản của Daiwa luôn anh em, có mặt đạn thì hoạt động êm mượt đây, khỏi bàn đó, anh em mới thấy. Thì dòng này là nhục dòng có nông bản côn tâm, đem soi ngoại hình cho anh em xem. Ngoại hình thì ok nó đây, nó chỗ này nó có rỉ một tí xuất sắc. Thì con lăn thì ok nha anh em. Soi đít cũng ok, còn sáng bóng tâm tâm hoạt động ok êm mượt nha. Phá dính, phá dính. Thì con này nặng là 250g nha mọi người, nặng 250g, dòng tua là 4.6.1. thì con này vẫn chạy thông số là thông số BE, cước là cước BE, BE số 1 vô được 200m nha anh em. Đó, BE số 1 vô được 200m. Thì nó có bao nhiêu thông số thì em đọc thôi. Nè, hỗ trợ ABS, cốt trợ lực, quay ngược quay tới ok. Máy hoạt động thì em bao êm mượt nha. Đó, anh em lua lóc lua chẻm lấy con này đánh cực kỳ ok luôn nha anh em. Hàng này là hàng kinh tinh, không phải là con thường thường Kalina là gặp thường à. Dòng kích con tum này thì khó. Đó, rồi giá công khai con máy số 2 là 2,5 triệu nha anh em, 2,5 triệu cộng ship nè, hoạt động khỏi bàn. Tiếp theo là sẽ là con máy số 3. Con máy số 3 là một con máy Daiwa BG TC. Đó. Bản này em bay là bản của Nhật nha anh em. Đó. Thì con này là 4000H. Thì anh em lên Google search, anh em chỉ search ở Việt Nam á, đập hộp á nó chỉ có 4000 thôi. 4000H thì không có. Đó. Bản lấy từ Nhật về. Con này thì lấy về thì ông anh ổng lấy cái hộp bỏ mất tiêu rồi, chỉ còn con máy thôi. Thì con máy này ngoại hình nó gà tầm khoảng 95-96% nha anh em. Đó, hoạt động êm mượt, chưa qua sử dụng, không xuất sắc gì hết. Đó. Thì con này thì em chỉ
mục tiêu lấy về là em câu thôi đó. Thì clip này thiếu máy thì em để clip này luôn, đăng lên bán luôn. Thì con này là con Daiwa BG, hàng này hàng của China xuất Nhật nha mọi người đó. Thì thông số thì BE số 2 được 300m, BE số 3 được 250m nha mọi người đó. Và tổng em tru em mực không lỡ làm gì hết đó. Đây trước ok nha anh em. Con này dòng tua là 5.7 nha anh em, 5.7.1, nặng là 407g đó, tải tỉnh là 68kg nha anh em. Hoạt động trơn tru êm mượt, ngoại hình cực kỳ đẹp nha anh em. Thì con này anh em bảo đánh biển được đây đó. Anh em lấy về đánh tra, đánh lục, đánh biển đó, đi lua cũng được, rất là ok nha anh em. Hoạt động thì em bao êm mượt nha, chưa qua sử dụng, phá dính, hỗ trợ ABS, cốt trợ lực, có hỗ trợ mặt đạn trên nồi nha anh em. Rồi giá công khai con máy này là 2 triệu nha anh em, 2 triệu cộng ship đó. Thì máy ở Việt Nam thì sẽ là 2 triệu 2, 2 triệu 3 gì đó, nhưng mà bản của Việt Nam không phải là bản của 4000 hacker đó. Anh em về anh em cứ sạch thoải mái. Rồi tiếp theo sẽ là con máy thứ 4 em lên cho mọi người, là một con Sapphire Ascent, Ascent BB, dòng tầm trung nha, BB tầm trung. Thì con này sẽ là C3000HGM. C3000 thì nó sẽ làm body nhỏ là tầm khoảng như 2000 thôi nha anh em. Đó. Dòng này dòng body. Nó cực ok nè. Thì con này đây, nó có xước sát nha anh em. Xước sát, xước dâm. Đó, xước. 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 Đời này là đời 2012 nha anh em, 2012. Đó là 2014 nha mọi người. Con này là đời 2014. Đó. Đây. Con lăn thì lăn ok nha anh em. Thì một số máy em bán ra thì em sẽ test con lăn, nhưng mà em không test, chưa test trong cước á. Thì anh em về anh em quay nó có nghe sẹt 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 á thì báo em gửi mặt bạn ra cho anh em nha. Con này thì tay quay là tay quay cốt nha anh em. Đời bản này là bản 2014 nên tay quay nó là sẽ tay quay cốt. Đó. Một số bản sau đời cao tí thì nó sẽ là tay quay cốt này. Con này là hàng của Malaysia xuất Nhật nha mọi người. Đó, mà có đầy đủ nha. Đó. Con này thì hàng chỉ xuất riêng cho thị trường nội địa Nhật thôi. Đó. Máy thì hoạt động trơn tru, không lỗi lầm gì hết. Hỗ trợ ABS. Quay tới quay lui ok. Đó. Anh em đi lua nè, lua lóc, lua chẽm, câu biển, lua mực, lấy con này lua cực kỳ ok nha anh em. Con này thì nặng chỉ có 245g thôi. Dòng tô là 6 chấm. Đó. Dòng tô cực kỳ nhanh luôn, anh em đánh vô tư nha anh em. Đó. Thì thông số nó thì sẽ là thông số BE, cước BE 0.8 được 300m, cước BE số 1 được 220m, BE 1.2 được 150m nha anh em. Đó. Ngoại hình thì có xước sát nha anh em. Đó, xước sát thì con lăn ok, đời 2014. Rồi giá công khai con máy số 4, giá công khai là 2.1 triệu nha mọi người, 2.1 triệu SNBB. Tiếp theo sẽ là con máy số 5, vẫn là một con máy Ascent nha anh em, nhưng bản này là bản 2017 đó, chỉnh lại đời này là đời 2017 đó. Thì vẫn là tay quay, là tay quay cốt thôi, nó tay quay ốc thôi anh em. Hàng này quẩn của Malaysia xuất nhận cho anh em. Bản này bản 2017, quẩn là HG thì dòng tua ở G tầm khoảng 6 chấm nha anh em. 6 chấm. Hoạt động thì chân châu êm mượt rồi, khỏi bàn. Đó. Nặng quẩn là 245g nha mọi người, nặng quẩn là 245g. Thì cước không BE 0.8 được 300m, BE số 1 được 200m, 220m, BE số 1.2 được 150m. Thì vẫn là hàng này có xước sát nhẹ đây nè, đó. Xước sát nha. Máy xước sát thì em bảo xước sát thôi. Đây nè. Xước nhẹ nha. Đó. Hàng này thì chia nha anh em, đánh lóc, đánh chẽm, câu lua. Đó. Anh em đánh lục đầu cần cũng được, câu ISO cũng rất là ok. Đó. Hoạt động thì chân châu êm mượt, không lỗi lầm gì hết nha anh em. Hỗ trợ ABS đầy đủ nha. ABS đầy đủ. Rồi, giá công khai vẫn là 2.1 triệu nha anh em. Bản này bản 2017 nha. Đó, bản mới gần đây luôn, Ascent BB. Đó. Thì anh em lên mạng có thể search con này.
giá nó gần tầm khoảng 4 triệu mấy, 5 triệu vậy đó, máy mới. Máy ngoại hình xuất sắc tí thì giảm 50% giá cả thì cấp độ ok nha, về con thoải mái luôn. Rồi, giá con số 5, giá là 2 triệu mốt nha mọi người. Đó, bằng giá con số 4. Tiếp theo sẽ là con máy số 6 nha anh em. Con máy số 6 là một con máy CPABB. CPABB C3000, bản vẫn là bản C. Đó. Thì nó sẽ làm body nhỏ lại, body G tầm khoảng 2000 thôi, 2000 hai ngữ HGS. Thì con này sẽ là con có nông. Đó. Dòng tua nó sẽ là 6 chấm nha mọi người, dòng tua 6 chấm. Thì hoạt động thì êm gu, chân mượt. Tăng này là tay quay thôi, mình cực kỳ ngầu nha anh em. Chia nhanh em đi lua nha. Đây, con này là một con hàng của Nhật sản xuất nha mọi người. Đó, tem lụa đầy đủ nha. Thân nó thì thân sẽ là sân thân thân sân kim tuyến nha anh em. Đó. Đánh câu để mà nắng câu rất là ok nha anh em. Đây có xuất sắc nha, máy có xuất sắc. Đó, máy có sức dâm lity vài điểm nha anh em. Đây. Rất là đẹp nha. Đây có xước nha, máy có xước, ngoại hình xước. Đây chỗ này nó xuất sắc đây. Đó. Thì máy xuất sắc thì em báo xuất sắc thôi. Thì phần nồi thì ok, bao ok, bao lỗi lầm nha anh em. Hoạt động thì bao ok, bao lỗi lầm. Thì con này thông số bi 0.6 được 200m, 0.8 được 150m, bi số 1 được 110m nha anh em. Đó. Thì hoạt động thì trơn tru, im mượt, không lỗi lầm gì hết. Đó. Thì con này nặng chỉ là 300g thôi nha anh em, nặng 300g, dòng tua là 6.1, đời 2012. Đó. Lấy cước ok nè, lấy đó, bật rất là mạnh nha anh em, con lăn ok nha anh em. Đó, hoạt động chân tru nè, hỗ trợ ABS đầy đủ nha anh em. Đó. Dòng tua là 6.1, cực kỳ chuẩn bài cho anh em đi lô luôn. Đó. À, có nút châm dầu đầy đủ nha anh em. Rồi, giá công khai con máy số 6 là 2.2 nha mọi người. Con máy số 6 là 2.2. Hàng cực kỳ ok nha anh em. Máy có xuất sắc nha. Đó. Rồi trước cái nè, máy xuất sắc thì báo xuất sắc. Hoạt động nè, đó. Quay tiếp luôn. Rồi. Tiếp theo sẽ là con máy số 7. Con máy số 7 em lên cho mọi người là một con xe Cicatea. Đó. Dòng đánh cha đánh biển, một dòng đánh cha đánh biển đánh lục. Đó, con này là con Cicatea Light. Con này là một con Cicatea 3500H nha anh em, xe tương đương với xe 5000 nha. Đây cước 4 được 200m, cước 5 được 150m. Đó, con này thì anh em lấy về đánh đánh cha đánh chép đánh lăn xe đánh lục cũng rất là ok nha mọi người. Đó, con này nặng là 350g, ở không, 395g. Đó, dòng tua là 5.3 nha mọi người, dòng tua là 5.3. Đấy cứ ok, con lăn ok nha mọi người. Đây ngoại hình nó đây, nó có xước dâm đi ti nha anh em. Đó. Bên đây thì có xước dâm đi ti nha. Bên này cũng có xước. Thì máy xước thì em báo anh em máy xước thôi. Đó. Tay quay thì tay quay núm tròn bự nha anh em, rất là ok nha. Đó. Cầm rất là đã. Con này là một hàng của Daiwa China xuất Nhật nha anh em. Đó, Daiwa China xuất Nhật. Hoạt động thì trơn tru êm mượt, không lỡ lầm nha anh em. Lắc không cũng quay nè, đó. Đủ biết độ mượt của nó rồi. Máy này hỗ trợ ABS đầy đủ nha anh em. Phá dính. Hỗ trợ ABS đầy đủ. Cốt trợ lực đầy đủ luôn. Tháo cốt cho anh em xem. Nồi thì còn cực kỳ đẹp nha anh em, nó ngoại hình có xước sát thôi. Anh em lấy về đánh cha, đánh lục, đánh lăn xê. Anh em nào tay bự bự chút thì lấy lua luôn, lua biển cũng rất là ok nha anh em. Đây, cốt nó đây. À, hoạt động đây, nó quay chỉ cần quay nhẹ thôi nó quay nè, tít luôn. Chổng xuống nó quay. Rất là mượt nha anh em. Rồi, giá công khai của máy số 7, giá công khai là 2 triệu nha anh em, 2 triệu cộng ship. Tiếp theo sẽ là con máy số 8. Con máy số 8 là một con Ultera full hợp nha anh em. Con này full hợp, con này ông chú cũng gửi em bán giùm. Thì con này là một con Ultera 2500S. Thì dòng tua sẽ là 5.1,
nặng là 255 gram, 5 mặt đạn. Đây là thông số dây của nó nha anh em. Em đọc thông số PE thôi. PE là 0.8 được 150m, PE 1 vô được 110m nha anh em. Đó. Bản này là bản của Nhật sản xuất luôn nha anh em. Đó. Hàng Mercedes-Benz. Đó. Phun hộp, phun phụ kiện nha anh em. Đó, túi rồi lông đền thì đầy đủ nha. Nó sách hướng dẫn luôn. Thì ngoại hình con này cực kỳ ok anh em. Con này ông chú ông nói chưa qua sử dụng. Đó, hàng cực kỳ mới luôn. Bản này hình như là đời 2005. Cực kỳ mới nha mọi người. Con này là 2500m, có nông. Anh em nào đánh lóc, đánh biển, đánh lục, lọc, đánh lóc nè, rồi đánh UL, không thôi câu mực á, đấy con này về câu gắt là ok nha anh em. Đây, bản của Nhật sản xuất, tem lụa đầy đủ nha. Hoạt động thì chân chu, không lỗi lầm gì hết. Quay ngực ok, quay tới ok nha anh em. Nó quay ngược ok, quay tới ok. Đây, dặn một bên ở đây. Đó, bên cực kỳ ok nha mọi người. Máy cước ok. Rồi, giá công khai con máy số 8, giá là 2.2 triệu nha mọi người. 2.2 triệu, một hàng của Tira Shimano. Đó. Tiếp theo sẽ là con máy số 9. Con máy số 9 là một con máy Shimano Beomaster. Đó, Shimano Beomaster 2000. Thì con này được rất là nhiều anh em ưa chuộng đây vì cái giá nó cũng khá là tầm trung. Đó. Nhưng mà nó độ trâu bò của nó thì không thua những con máy đời cao đâu. Đó. Hoạt động thì êm mượt nha mọi người. Máy cước ok nè. Đó. Con này thì nặng là 270g, dòng tua là 5.1. Đó, hoạt động chân chu. Đó, đánh lóc, đánh chẽm, đánh UL, câu lua thì con này chắc hết. Hỗ trợ ABS đầy đủ nha mọi người. Khá dính. Thì con lăn còn ok. Em soi ngoại hình cho anh em xem. Ngoại hình nó có xuất sắc li ti nha. Đó. Xước nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì đâu. Đó. Thì con này thì Beomaster 2000 XT thì xây nó sẽ là xây 2000. Đó. Thông số cước số 2 được 200. Cước số 2 được 150m, cước số 3 được 100m, cước số 4 70m nha anh em. Thì con này anh em câu lua thì hết bài rồi. Đó. Hoạt động chân châu im mượt nha. Lấy cước cũng ok luôn. Rồi. Hàng này hàng của Nhật nha anh em, hàng của Nhật sản xuất. Rồi. Giá công khai con máy số 9 là giá 1.2 triệu anh em, 1.2 triệu cộng ship. Đó. Hàng ok nha mọi người. Rồi, tiếp theo sẽ là con máy số 10, con máy cuối cùng. Đây là một con máy lua. Đó, con máy cái Kitika 2200 201 HG. Thì con máy này là một con máy em khách em mua ở Việt Nam, giá hình như em coi trên Google giá ra tầm khoảng 2.2 triệu 2.3 triệu. Đó, thì thông số ở đây. Đó, thì con này em cũng không biết chuyên về con này. Con này thông số nó đây, thông số nó là 7. Dòng tua là 7.2.1. Đó. Thì thông số tải cước tù lum chưa. Máy ngang thì em thực sự em cũng không thích chuyên về, ít bán máy ngang lắm. Thì hộp sách phụ kiện dầu nhớt đầy đủ nha anh em. Yeah. Khách em báo thì họ mua về họ chỉ câu có 1-2 lần thôi thanh lý. Đó. Thì ngoại hình còn cũng rất là đẹp nha anh em, rất là xuất sắc luôn. Con này của Malaysia sản xuất nha mọi người, Malaysia sản xuất. Boss thì cực kỳ ok luôn. Con này một con máy tay trái nha mọi người, máy tay trái. Đó. Ngoại hình còn cực kỳ đẹp nha anh em, giờ tầm khoảng 95-96% á. Đó. Chân là rồng êm mượt nha anh em. Đó. Cực kỳ êm mượt luôn. Thì chế độ thắng thì đầy đủ hết anh em. Đó. Bóp đầy đủ hết, không thiếu chức năng gì hết. Rồi. Đó. Chân chu nha anh em, hàng còn cực kỳ đẹp nha anh em. Rồi, giá công khai là 1.7 triệu anh em, 1.7 triệu cộng ship. Đó, con máy số 10,
con máy ngang tay trái. Rồi cảm ơn anh em nha, anh em ơn con nào thể chốt để em số điện thoại em để tự động liên hệ với anh em. Rồi cảm ơn anh em nha.